Thưa quý vị, cơ sở may công nghiệp người khuyết tật tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố đã hỗ trợ việc làm cho nhiều người khuyết tật trên địa bàn thành phố, qua đó giúp họ tự tin hòa nhập với cộng đồng xã hội. Phóng sự được thực hiện trước ngày Người khuyết tật Việt Nam ngày 18 tháng 4. Đây là một buổi làm việc tại cơ sở may công nghiệp người khuyết tật. Cơ sở này đang đào tạo và cho làm việc khoảng 20 em thuộc dạng khuyết tật cầm điếc và thiểu năng trí tuệ. Có hai cán bộ kỹ thuật chính là bà Ngân và anh Thu. Họ là những người tình nguyện viên cũng phải tự học ngôn ngữ ký hiệu để hướng dẫn cho các em này. Thực sự để dạy sao cho hiểu được, làm được thì không phải dễ dàng. Có em vừa câm vừa điếc lại không biết chữ hay ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng xuất phát vì cái tâm, vì tình yêu thương nên họ vẫn kiên trì. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cho nên bây giờ em đã có thể thuần thục làm công việc của mình. Là mình cũng bài từ từ đó, nhiều khi mình cũng phải tìm hiểu gia đình nữa, là dạy cách nào để nó hiểu được, vì gia đình người ta sống quen rồi, và nó sống quen với gia đình, nó gia đình họ có biết cách, nó quen trong gia đình rồi, mình tìm hiểu gia đình là thế nào để biết, vì cháu nó không có biết chữ mà không biết ký hiệu nữa, cho nên mình cũng có liên hệ gia đình lên hỗ trợ với mình để biết cách nào để nói để em hiểu, thì phối hợp với gia đình để mình bài nó. Nói chung là cũng được. Cần cù bù thông minh, các em sau khi được hướng dẫn tận tình đã làm việc chăm chỉ với năng suất khá cao. Sản phẩm các em làm rất đa dạng, từ miếng lau ô tô, lau tàu xe đến những sản phẩm cao cấp như áo khoác nữ, chống nắng các loại, áo phông, áo polo nam và cả đồng phục. Theo đó, trung bình mỗi tháng, các em làm được khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng, tháng cao nhất đến 4 triệu đồng. Thậm chí có nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Thì Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố cũng cho phép họ lưu trú tại đây. Gặp tương đối khó khăn nhưng mà khi so với những người kia thì mình thấy mình cũng chưa. Nhưng mà cảm thấy như vậy là hạnh phúc rồi. Tại vì mình đã có việc làm, công việc mình ổn định. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người làm ở đây. Do mình một cơ hội rất là lớn trong cuộc sống của mình và cả gia đình mình nữa. Vợ chồng làm cùng một chỗ. Sau hơn 3 năm thành lập, cơ sở may này đã đào tạo được khoảng 30 em khuyết tật. Đến nay các em đã có tay nghề cao, nhiều sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo nhu cầu thị trường. Các đơn vị đặt hàng đều hài lòng về sản phẩm. Tuy nhiên, vì cơ sở còn mới, nhiều đơn vị chưa biết đến, còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, nên đầu ra sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Xong hội vẫn luôn tìm tòi nhiều giải pháp để giải quyết đầu ra. Chúng tôi cũng có vận động một số doanh nghiệp và thông qua cái hệ thống mạng lưới doanh nghiệp giới thiệu các đơn vị đến may hàng của chúng tôi. Và hiện nay cũng đã có một số đơn vị đang tìm hiểu và có thể trong thời gian đến sẽ đến đặt hàng. Và chúng tôi mong cái sự quan tâm giúp đỡ đó của các cái tấm lòng nhân ái để người khuyết tật trong hội chúng tôi có việc làm thường xuyên, có một thu nhập ổn định, nâng cao đời sống và vị thế của mình. Với sự tận tâm, tận lực của những người tình nguyện viên và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố, cơ sở may này đã thực sự trở thành mái ấm thứ hai của những người khuyết tật, nơi cho họ niềm tin và sức mạnh để làm việc, để có thể sống cuộc đời như bao người bình thường khác.